Xin chào, và đây là chuyên mục review về các sản phẩm thực tế tại cửa hàng. Một chiếc ghế sofa vang màu đen, 3 chỗ ngồi sẽ là sản phẩm mình giới thiệu trong số phần lần này. Trông chúng khá là bắt mắt phải không? Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về các thông tin cơ bản cũng như giá bán, sự tiện ích mà bộ ghế sofa này mang lại cho gia đình của nhà bạn nhé. Một chiếc ghế sofa vang 3 chỗ ngồi chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu dành cho những ai thích sự tiện nghi, tiết kiệm diện tích một cách tối đa và đang sở hữu những không gian phòng khách có diện tích trung bình và nhỏ. Đúng như vậy, đây là sản phẩm rất thích hợp để bạn có thể tận dụng diện tích một cách tối đa, phù hợp cho nhà chung cư và nhà phố hiện nay. Thông tin cơ bản của bộ ghế sofa như sau: chiều dài của ghế là 2m, chiều rộng là 80, chiều cao tổng thể là 90, lòng sâu của ghế là 55, khoảng cách từ mặt sàn lên vị trí mình ngồi sẽ là 45. Và bộ sản phẩm này hiện đang có giá bán niêm yết tại hệ thống cửa hàng của Amia với mức giá chỉ 6.900.000 mà thôi. Con số này rất hợp lý phải không? Và như bạn có thể thấy thì sản phẩm được thiết kế theo phong cách tối giản, thanh thoát, hướng đến vẻ đẹp, sang, rất tinh tế và nhẹ nhàng. Như bạn có thể thấy, hai bên tay vịn đều được thiết kế uốn cong, mềm mại. Phần lưng tựa thì được thiết kế trơn tru và có gật gù làm điểm nhấn. Xung quanh nệm ghế thì được sử dụng những lưu giúp quy cách điệu kết hợp cùng với những đường may diễu rất là đẹp. Và những vẻ đẹp của bộ ghế sofa này nó không chỉ mang đến tính thẩm mỹ mà còn hướng đến nhiều sự tiện nghi khác. Cụ thể như sau, như bạn thấy là với hai bên tay vịn được thiết kế vặn thấp và rộng. Thì với phần tay vịn như thế này, mình tin chắc rằng bạn đã nghĩ ngay đến việc có thể nằm dọc theo chiều dài của ghế sofa rồi. Với phần tay vịn này thì mình hoàn toàn có thể nằm trực tiếp ở trên ghế sofa mà không cần sử dụng đến bất cứ chiếc gối nào, rất thoải mái. Và việc mình xoay nghiêng người cũng vậy, hoàn toàn có thể được, rất rộng rãi, rất dễ chịu. Và khi mình nằm ở trên ghế sofa, mình còn cảm thấy được rất là và rất là thoáng mát ở phần lưng ghế. Đó chính là nhờ đặc điểm phần giúp quy cách điệu kết hợp với những đường may diễu đã tạo nên sự thoáng mát cho bạn khi mà bạn nằm trên ghế sofa, không có cảm giác bị bí bức hay khó chịu gì nữa. Vậy với phần gật gù của bộ sản phẩm thì sao nhỉ? Như bạn nhìn thấy, khi mà mình không kéo gật gù lên, khi mà mình tựa lưng vào thì mình cảm thấy rằng hơi bị hững một chút. Chính vì vậy mà khi mà mình muốn tựa lưng thì có thể kéo phần gật gù này lên. Phần gật gù này có rất là nhiều tư thế để bạn có thể thay đổi theo tùy theo nhu cầu của bạn ngồi. Đó, khi mà mình tựa lưng vào đây, phần vai của mình đã được nâng đỡ và mình cảm thấy là rất thoải mái và rất là dễ chịu, và nó cảm giác giống như là nó giúp mình giảm được stress căng thẳng vậy. Và khi mà mình muốn ngả đầu ra ghế sofa thì chỉ cần ngồi chếch ra phía ngoài, từ từ và ngả lưng ra ghế sofa để thư giãn. Wow, rất tuyệt vời và mình cảm thấy rất thích chúng. Và mình có một lưu ý khi bạn sử dụng phần gật gù này của bộ sản phẩm.
như bạn có thể thấy khi mà mình kéo nên ấy, nó rất đơn giản, có thể kéo thành 4 nấc mà khi mình để tay xuống này rất chắc chắn. Vậy làm sao có thể hạ được cầm gật gù xuống nhỉ? Rất đơn giản, chỉ cần kéo mạnh về phía trước hết cỡ và từ từ đặt ngả lưng ra đằng sau, vậy là có thể để lại chúng trở lại vị trí như ban đầu rồi. Rất thích phải không? Khi nhìn vào mẫu ghế sofa này, bạn nghĩ đến điều gì? Với tông màu đen, đẹp và sang, chúng lại còn cực kỳ giúp bạn che giấu đi được những bụi bẩn mà bạn chưa kịp làm sạch tức thời nữa. Đồng thời, một bộ ghế sofa có tông màu đen hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn cho không gian phong cách của gia đình nhà bạn. Bạn có thể kết hợp cùng với rất nhiều các đồ dùng nội thất khác nhau, ví dụ như một bức tường có tông màu trắng, màu vàng kem, màu ghi hoặc tông màu xanh đều có thể được. Phía bên dưới có thể kê trực tiếp trên sàn gỗ hay nền đá hoa. Và không thể thiếu đó là những chiếc bàn trà. Như mình thì đang kết hợp đây, đó là một chiếc bàn trà đôi hình tròn, mặt đá, rất là đẹp và trẻ trung. Ngoài ra thì những chiếc bàn trà hình lục giác hay hình chữ nhật 51m hoặc là 60m2 đều sẽ là sự lựa chọn của bạn. Bạn có rất nhiều sự lựa chọn để có thể tìm hiểu được những các món đồ nội thất với bộ ghế sofa và màu đen này. Với một chiếc ghế sofa băng da màu đen, chắc chắn sẽ không có vị trí để bạn có thể ngồi và duỗi dài chân, tạo ra tư thế thoải mái giống như những bộ ghế sofa góc chữ L. Vậy làm sao bạn có thể thư giãn trên bộ ghế sofa này một cách thoải mái nhất? Hãy kéo thẳng những dịch vụ đóng ghế sofa theo yêu cầu. Bạn có thể liên hệ với nội thất Amia để đặt làm thêm một chiếc đôn thông minh ở đây. Với chiếc đôn thông minh này, tại vị trí đó bạn có thể ngồi và duỗi dài chân, chúng sẽ giúp bạn biến một bộ ghế sofa băng thành một bộ sofa góc chữ L, và bạn có thể ngồi và thư giãn hàng tiếng đồng hồ giống như một bộ ghế sofa góc. Và điều đặc biệt nhất của chiếc đôn thông minh này đó chính là có thể giúp bạn di chuyển một cách dễ dàng, tạo vị trí góc cạnh từ bên trái sang bên phải hoặc ngược lại tùy theo nhu cầu sử dụng cũng như không gian mà bạn kê, rất tiện lợi và rất là hữu ích phải không? Về mặt chất liệu của bộ sản phẩm này thì sao nhỉ? Ngay bây giờ thì mình sẽ đứng và đi lại ở trên ghế sofa để bạn có thể thấy rằng chúng có êm, có chắc chắn và có đàn hồi hay không nhé. Như bạn có thể thấy, khi mà mình bước ở trên ghế sofa này, nó rất là êm, rất là thích, rất êm, rất chắc chắn nữa. Mình không thấy rằng nó bị ọp e hay cong bênh gì cả, rất chắc chắn. Và khi mà mình bước xuống, nó đã nhanh chóng trở lại vị trí như ban đầu. Vậy là bạn có thể thấy được rằng chúng có độ đàn hồi tốt như thế nào rồi phải không? Bởi bộ ghế sofa được sử dụng toàn bộ bằng phần khung gỗ tự nhiên đã được xử lý bằng công nghệ để đảm bảo sự chắc chắn trong quá trình cả nhà sử dụng. Kết hợp với đó là hệ thống nệm mút chuyên dụng dày dặn và êm ái. Phía bên dưới có sử dụng lò xo đàn hồi. Bên ngoài, sản phẩm được khoác cho mình một chiếc áo da nhập khẩu Malai. Với chất liệu của bọc da này sẽ giúp bạn đảm bảo tính vệ sinh cũng như vẻ đẹp, tính thẩm mỹ đẹp và sang của chúng vẫn được giữ nguyên. Rất thích phải không? Và trên đây là những cảm nhận thực tế của mình. Còn cảm nhận của bạn thì sao? Hãy bớt chút thời gian để kéo qua các hệ thống showroom của nội thất Amia trên toàn quốc. Và để biết được vị trí cụ thể, hãy truy cập website amia.vn. Ở dưới chân trang, chúng tôi có địa chỉ như có bản đồ hướng dẫn. Và nếu bạn muốn tham khảo được thật nhiều những mẫu ghế sofa khác cũng như những thông tin bổ ích liên quan đến nội thất và những mẹo vặt trong cuộc sống thì hãy bấm nút like và đăng ký kênh của Amia để theo dõi được nhiều video bổ ích hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong một video tiếp theo.